tiếp tục bài tập lưng, mình làm tập tiếp lưng này. Động tác này là đây, tập xuống lên lên vừa chứ không lên thế này, lên vừa đấy ra xuống xuống thở, đây là hít xuống thở. Tùy tạ, tập thêm tạ này. Lần 10 cái làm 2 lần là ok.